để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp Trà Nóc được an tâm sản xuất và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tốt hơn. Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ, gọi tắt là SIPCO, vừa tổ chức hội nghị đối thoại ghi nhận những ý kiến của các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp này. Xoay quanh vấn đề hạ tầng khu công nghiệp phục vụ Tết Nguyên đán và xanh hóa khu công nghiệp, giảm phát thải, hướng đến phát triển bền vững. Tại hội nghị, các doanh nghiệp tập trung thảo luận đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững, như giảm phát thải tại khu công nghiệp, bổ sung mảng xanh toàn khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2. Về hạ tầng phục vụ sản xuất cung ứng Tết Nguyên đán, SIPCO đã tổ chức lại hoạt động giao thông, bao gồm tổ chức điểm đậu xe tạm miễn phí cho doanh nghiệp, lắp đặt biển báo hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường nội bộ nhằm đảm bảo lưu chuyển hàng hóa. Tại buổi đối thoại, SIPCO cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao tương thích với quy mô sản xuất trong hoạt động xử lý nước thải và khí thải cục bộ nhằm có những đóng góp thiết thực bảo vệ môi trường. Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ là đơn vị đầu tiên xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long với hơn 30 năm kinh nghiệm phục vụ hoạt động sản xuất của gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, đơn vị đang là chủ đầu tư khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho hơn 30.000 lao động của thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành lân cận.